Vào cái mùa mất điện này thì nhiều quý vị khách hàng sẽ sử dụng xe của chúng ta để làm một cái máy phát điện nhỏ nhỏ. Chúng ta có thể dùng được một số thiết bị điện nhỏ như quạt hay là bóng điện. Đó, thì ở trên xe Ford Ranger và Everest Titanium thì sẽ được trang bị một cái ổ điện như thế này. Ổ điện 230V và mắc là 400W. Thì với các cái dòng xe đời cũ ấy thì công suất của nó chỉ là 150W thôi, nên là quý vị dùng nó phải cẩn thận. Đấy, còn các xe đời mới thì công suất máy của nó là 400W nên dùng tương đối là thoải mái. Thế nhưng mà với cái xe Ford thì nó có một cái tính năng như thế này, tức là khi mà chúng ta chỉ nổ máy, chúng ta nổ máy trong vòng 30 phút thì nó sẽ tự tắt máy đi và chúng ta sẽ phải ra để nổ lại, nó rất là phiền phức. Đấy, nhưng đối với các xe đời cũ thôi, đời 2022 đổ về trước. Đấy, còn với đời mới này thì hoàn toàn chúng ta có thể là tắt cái tính năng đấy đi được. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý vị mình tắt cái tính năng nổ máy 30 phút tự tắt đi nhá. Ở phần màn hình trung tâm của xe thì chúng ta sẽ thao tác như thế này, bấm vào cái phần cái ô tô này, rồi vào phần setting này. Đấy, sau đây chúng ta vào cái phần vehicle. Thì ở trên vehicle nó sẽ có cái dòng là vehicle power down time này. Bình thường thì nó sẽ luôn luôn nó sẽ ở cái xanh là bật. À, thì bây giờ chúng ta tắt nó đi là xong. Thế như vậy thì xe của chúng ta sẽ nổ suốt rồi, nó sẽ không tự tắt máy nữa. Đó. Một số dòng xe mới từ tháng 5 2023 đổ ra thì nó cũng cái giao diện này nó sẽ khác hơn một chút. Thế nhưng mà quý vị hoàn toàn có thể thao tác được. Đấy, cứ tìm đến vào phần cài đặt, tìm đến đúng cái phần vehicle này, tìm đúng cái dòng này là chúng ta tắt nó đi là xong. Ok. Cảm ơn quý vị đã xem video.